Trong 9 tháng đầu năm 2018, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tất cả các đơn vị thành viên đều giữ vững nhịp độ sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, sản lượng khai thác dầu thô trong nước vượt 450.000 tấn so với kế hoạch, góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP của cả nước. Theo số liệu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, 9 tháng đầu năm 2018, tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 18,17 triệu tấn, tăng 105,9% so với kế hoạch 9 tháng và bằng 79,6% kế hoạch năm. Sản xuất điện đạt trên 16 tỷ kWh, sản xuất đạm đạt 1,23 triệu tấn, sản xuất xăng dầu đạt 6,50 triệu tấn, nộp ngân sách nhà nước 81,4 ngàn tỷ đồng. Trong những tháng cuối năm, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí lưu ý các đơn vị cần tập trung quyết liệt vào công tác quản trị, từ quản trị nhân lực, tài chính tới các dự án đầu tư, cơ chế. Điều này sẽ quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ của năm 2018.